Xin các bạn nha, trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo máy ảo trên phần mềm VirtualBox và cài Win cho máy ảo đó. Thì cái link phần mềm tải phần mềm VirtualBox này mình sẽ để dưới phần mô tả video. Khi tải về xong các bạn cài đặt như bình thường và mở lên. Khi mở lên chúng ta sẽ chọn vào phần New. Ở phần Name này chúng ta sẽ đặt tên cho máy ảo đó, mình sẽ đặt là Win 732 bit. Rồi ở đây là chúng ta sẽ chọn cái phiên bản Windows chúng ta sẽ cài. Mình sẽ chọn là Win 732 bit. Và phần memory size chúng ta sẽ chọn RAM, chọn dung lượng RAM cho máy ảo đó. Thì chúng ta cân nhắc cái việc này là nếu mà RAM chúng ta 4GB á thì chúng ta nên chọn là 2GB để cho hiệu năng của máy ảo và máy thật nó sẽ cân bằng, nó sẽ không gây ra hiện tượng lag trên máy thật. Chúng ta chọn Next. Great. Next. Ở phần Store and Physical Hard Disk chúng ta sẽ chọn Physical Size. Thì ở phần này chúng ta sẽ chọn đến nơi lưu lưu file ổ cứng của máy ảo, thì mình sẽ chọn ổ D, save, và chúng ta sẽ đặt lại cái dung lượng ổ cứng của máy ảo này, mình sẽ đặt là 10GB này nó sẽ tương ứng lên trên ổ cứng này là 10GB của ổ D này. Chúng ta chọn create. Chúng ta đợi một lát là nó sẽ hình thành. Ok, chúng ta đã có một máy ảo. Và chúng ta sẽ vào đây tinh chỉnh một vài thứ. Chúng ta bấm chuột phải vào chọn setting. Ở phần General, phần Basic chúng ta có thể đổi tên máy ảo này. Rồi các bạn có phần System và phần Processor. Nếu mà các bạn CPU các bạn mà 4 nhân thì các bạn nên để là CPU máy ảo là 2 nhân. Nếu mà CPU các bạn mà 6 nhân thì chúng ta nên để CPU máy ảo là 3 nhân. Để xem số nhân trên CPU chúng ta thì chúng ta xem như sau. Nhấp chuột phải vào Windows và chọn Run. Chúng ta sẽ gọi là DXDIAG. Yeah. Đây, ở phần System và chúng ta nhìn vào một processor. CPU của mình là i3-2330M, xung nhịp 2.2GHz, 4 nhân. Đó. Chúng ta sẽ chỉnh là 2 nhân. Thì qua phần về xong, qua phần store này cũng chẳng có gì để chỉnh cả. Ở cái phần memory video memory này chúng ta sẽ chọn cái VRAM của Vega của cái máy ảo này, mình sẽ để là 60 đi. Rồi chúng ta bấm OK. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần cài Win cho máy ảo. Chúng ta sẽ bấm vào máy ảo và chọn Start. Khi nó hiện lên cái bảng này chúng ta thì chúng ta sẽ chọn đến cái file ISO mà chúng ta đã tải. Thì những cái file ISO này mình sẽ để dưới phần mô tả. Đây là cái phiên bản Windows 732 bit của mình. Chọn vào bấm Open. Bấm Start. Công việc cài Win này cũng như bình thường thôi. Ok,
nó sẽ cho vào ổ cứng chúng ta đã tạo lúc nãy là 10 đi, thì nếu mà cái đoạn nào mà muốn chia ổ cứng ra thì các bạn sẽ bấm vào new. Còn size này là size dung lượng mà chúng ta muốn chia ra, các bạn gõ vào và bấm apply. Mình sẽ không chia nên sẽ bấm cancel đầu ổ cứng và bấm next. Khi mà các bạn cài xong win cho máy ảo này thì chúng ta sẽ không cần cài driver đâu. Vì sao? Vì đây là máy ảo mà. Mình làm máy ảo chúng ta có thể hoàn thành rồi. Đó là lý do mà mình khuyến cáo các bạn chỉnh theo mình để cho hiệu năng của máy thật và máy ảo sẽ được cân bằng đó. Do mình đang quay nên cái RAM nó bị chiếm rất là nhiều. Ok, thì phần hướng dẫn của mình đến đây là hết và chúc các bạn thành công.